Tiếp tục những thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 41 người thương vong xảy ra vào rạng sáng ngày 17 tháng 6. Ngày hôm nay 18 tháng 6, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, chủ chiếc xe khách trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Hòa Bình trên quốc lộ 6 nói trên cũng là chủ của chiếc xe khách khác từng tông chết 7 người trong đoàn đưa đám tang vào hồi tháng 3 vừa qua tại Vĩnh Phúc. Mặc dù cơ quan chức năng vẫn chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân tai nạn, tuy nhiên theo quan sát vị trí xảy ra tai nạn đường đổ dốc và cua gấp, các vết cà dài hàng chục mét trên mặt đường cho thấy chiếc xe tải có dấu hiệu lấn làn thời điểm xảy ra tai nạn. Trong khi đó, camera an ninh của một nhà dân tại hiện trường cho thấy chiếc xe tải chở phế liệu xuống dốc với tốc độ cao, lấn làn và có dấu hiệu đổ nghiêng khi va chạm với xe khách. Chiếc xe khách mang biển kiểm soát 27B00371 gặp nạn trong vụ tai nạn kinh hoàng tại Hòa Bình thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Long Giang có địa chỉ ở tỉnh Điện Biên. Đây là doanh nghiệp vận tải từng có chiếc xe khách mang biển kiểm soát 27B00343 chạy tuyến Vĩnh Phúc - Điện Biên đã tông vào đoàn đưa tang làm 7 người chết, 3 người bị thương ở tỉnh Vĩnh Phúc vào hồi tháng 3 vừa qua. Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Sở Giao thông Vận tải Điện Biên và Hòa Bình xem xét trách nhiệm của công ty trách nhiệm hữu hạn Long Giang, chủ xe khách trong vụ tai nạn ngày 17 tháng 6 trên quốc lộ 6 đoạn qua huyện Mai Châu, Hòa Bình. Như đã thông tin vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 17 tháng 6, tại km 134 300 trên tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe tải loại 5 tấn biển kiểm soát Lào UN8500 lưu thông hướng Sơn La, Hà Nội đã đâm vào xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 27B00371 của công ty trách nhiệm hữu hạn Long Giang Điện Biên. Hậu quả 3 người chết, 37 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương rất nặng.